Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vừa phối hợp với Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Quảng Nam tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho các em học sinh nhà trường. Tại buổi tuyên truyền, bằng những tiểu phẩm do học sinh nhà trường dàn dựng đã truyền tải những thông điệp ý nghĩa về văn hóa và ý thức tham gia giao thông đến học sinh nhà trường. Đồng thời, các em cũng được tuyên truyền viên của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh thông tin tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, phân tích những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và các lỗi vi phạm phổ biến của học sinh. Bằng hình thức tuyên truyền phong phú, hấp dẫn, buổi tuyên truyền đã góp phần đẩy mạnh công tác phối hợp giữa lực lượng công an với nhà trường trong việc xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên, học sinh. Dịp này, ngoài những phần quà là những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng đã tặng các em học sinh sống tại các vùng sông nước những chiếc áo phao nhằm đảm bảo an toàn cho các em khi đến trường.